Chúng ta cùng đi tìm hiểu về đồng phân hình học. Nhớ cho thầy nhá, và chúng ta đã học về đồng phân rồi nhá. Hiện tượng đồng phân thì chia thành hai loại, một là đồng phân cấu tạo này, hai là đồng phân hình học, được chưa? Trong đồng phân cấu tạo thì có những cái gì, nhớ xem lại video trước cho thầy nhá. Thế còn đối với đồng phân hình học thì các em ghi nhớ cho thầy về cái khái niệm, đó chính là cùng công thức phân tử. Đồng phân hình học là những hợp chất hữu cơ mà có cùng công thức phân tử, cùng cả công thức cấu tạo, chỉ khác mỗi về cái cấu trúc không gian của nguyên tử, nhóm nguyên tử mà thôi, được chưa? Thế thì nhớ cho thầy là không phải hợp chất hữu cơ nào cũng có đồng phân hình học đâu, mà nó phải thỏa mãn một số cái điều kiện thì mới tồn tại được cái đồng phân hình học, được chưa? Thế vậy điều kiện nó là gì? Sau đây thầy và các em chúng ta tìm hiểu nhé. Điều kiện để có đồng phân hình học, thứ nhất, nhìn vào đây luôn này, trong cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ đó thì phải có một liên kết đôi. Đấy, phải có một liên kết đôi nhá. Đấy, phải có một liên kết đôi. Và các em hay gặp đó là các cái liên kết đôi giữa carbon với carbon, carbon với nitơ hoặc nitơ với nitơ. Thế nhưng trong chương trình của các em hay gặp nhất đó chính là trường hợp thứ nhất, đó chính là carbon với carbon. Mà sau này sang chương sau chúng ta học đó chính là cái nhóm alken của chúng ta đấy. Nhớ chưa? Là trong cái phân tử phải có một liên kết đôi là điều kiện thứ nhất để có đồng phân hình học. Ngoài ra còn một điều kiện nữa rất quan trọng, đó là hai nhóm thế mà liên kết với cùng một carbon của nối đôi thì phải khác nhau. Nghĩa là đôi một khác nhau. Hai nhóm thế cùng liên kết với carbon này này mà mang nối đôi thì phải khác nhau chứ không được giống nhau. Đấy, đây là điều kiện cần và đủ để có đồng phân hình học đối với một hợp chất hữu cơ bất kỳ. Thế thì đây là về mặt chữ thì nói như thế này đúng không? Thế thầy sẽ trình bày ở dạng hình ảnh cho các em, ví dụ như này. Đây, giả sử ta có một cái hợp chất hữu cơ mà thỏa mãn thứ nhất là trong cấu tạo thì đúng có một liên kết đôi chưa? Và cái điều kiện thứ hai nhá, các cái nhóm thế này cùng liên kết với một carbon mang nối đôi thì phải đôi một khác nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là A, B là phải làm sao? Điều kiện A phải khác B, C phải khác D. Nhớ nhá, nếu mà A mà trùng với B là không có đồng phân hình học đâu. Em hiểu chưa? Em chỉ cần biết thế thôi. Thế nhưng mà thực tế là các em trong chương trình của các em ấy thì các em rất ít gặp cái trường hợp tổng quát này. Tức là có bốn nhóm thế khác nhau, tức là A, B, C, D đều khác nhau như thế này. Mà các em sẽ gặp các cái dạng đồng phân hình học như sau. Cụ thể là thường gặp nhất là các cái chất trong phân tử chỉ có 2 đến 3 nhóm thế khác nhau thôi, chứ không gặp cái trường hợp mà có tận 4 nhóm thế khác nhau này đâu. Bởi vì khi mà chúng ta gặp cái hợp chất hữu cơ mà có đồng phân hình học mà 4 nhóm thế khác nhau nhé, thì nó sẽ có một số hạn chế. Nhưng mà lên đại học các em sẽ học. Còn trong trình cấp 3 của các em nhớ cho thầy là thường gặp các cái chất mà trong phân tử có từ 2 đến 3 nhóm thế khác nhau. Thế chưa? Ví dụ đây là cái hợp chất mà trong phân tử có hai nhóm thế khác nhau, đó là A và B. Còn các em nhìn thấy ở hai nhánh không? A và B. Và hiển nhiên điều kiện là A phải khác B nhá. Nhìn vào đây là biết. Hoặc là ba nhóm thế khác nhau A, B và C. Còn một nhánh kia là phải là A hoặc là B. Được chưa? Và điều kiện hiển nhiên A khác B khác cả C, ba nhóm thế khác nhau. Đấy. Thì đấy là cái điều kiện để có đồng phân hình học. Thế vậy thì cụ thể đây người ta sẽ gọi tên các cái đồng phân hình học là như thế nào? Thì thầy sẽ phân tích một chút cái cách gọi tên đồng phân hình học cho các em. Cụ thể như sau. Ta tổng về mặt tổng quát, ta sẽ xét một cái hợp chất hữu cơ có đồng phân hình học mà có trong phân tử có hai nhóm thế khác nhau. Thầy sẽ đưa ra cái dạng mà chúng ta hay gặp. Hai nhóm thế là A và B khác nhau. Nhá. Thì các em nhớ này, hai cái nguyên tử carbon mang nối đôi sẽ nằm trên một cái mặt phẳng, gọi là mặt phẳng quy. Mặt phẳng này chính là cái mặt phẳng bảng này này. Đấy, học hình học thì phải hình dung một chút đúng không? Đây nhá, hai carbon mang nối đôi cùng nằm trên một mặt phẳng. Mặt phẳng này gọi là mặt phẳng quy. Và nhìn vào đây thì mặt phẳng này là mặt phẳng bảng, được chưa? Còn bốn cái nhóm thế này này, nó sẽ nằm ở một cái mặt phẳng gọi là mặt phẳng P,
Mà thầy vẽ ở đây thì có thể là các em không hình dung ra, nhưng mà các em hình dung cái mặt phẳng P chính là mặt phẳng vuông góc cái mặt phẳng bảng này. Được chưa? Rõ ràng là các nhóm thế này là không đồng phẳng với cái anh hai anh carbon mang nối đôi đâu nhé. Nhớ như thế cho thầy. Thế vậy thì gọi tên anh này như thế nào? Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng đồng phân này người ta gọi là đồng phân cis. Vì sao người ta gọi là đồng phân cis? Vì có mạch chính ở cùng phía với liên kết đôi. Đây này, đây chính là mạch chính này. Đây này, AA này, đúng không? Giả sử A là hydro, là một cái gốc hydrocarbon chẳng hạn, thì mạch chính của nó đây, đúng không? Đấy. Thì các em thấy rằng mạch chính này nó ở cùng phía, tức là ở phía sau cái bảng này. Đúng không? Thì người ta gọi là đồng phân cis. Còn một cái đồng phân khác mà cái mạch chính của nó đây này, các em nhìn thế này. Đấy, nhìn chưa? Cái anh A này nó thay đổi vị trí với anh B này. Và đồng phân này người ta gọi là đồng phân trans. Vì có mạch chính ở khác phía với liên kết đôi. Đấy, khác phía với liên kết đôi. Nhớ chưa? Đây, hay còn gọi là có mạch chính ở hai phía khác nhau của liên kết đôi. Thì người ta gọi là đồng phân trans. Đấy. Thì đấy là cái cách gọi tên cái đồng phân hình học. Thầy lấy ví dụ cho các em này. Ví dụ như ta xét một cái đồng phân mà có một hợp chất hữu cơ mà có đồng phân như thế này nhé, có một cái công thức cấu tạo như thế này, thì anh này gọi tên nó như thế nào, đồng phân hình học này gọi tên như nào? Các em thứ nhất phải tìm được cho thầy mạch chính đã, mạch chính ở đâu, đi như nào, đây đúng không? Và hai nhóm thế của nó, hai nhóm thế này khác nhau chưa, thỏa mãn đúng không? Hai nhóm thế này cũng khác nhau, thỏa mãn đúng không? Và mạch chính đây, vậy thì ta có là đồng phân này có tên gọi là cis but 2n, đúng không? Ta đánh số rồi, 1 này, 2 này, 3, 4, đánh số từ đầu nào cũng được, đúng không? Còn đây có nối đôi n, phần gọi tên tổng quát thầy đã giới thiệu rồi đấy, được chưa? Đấy, có mạch chính là nằm cùng phía chưa với nối đôi thì gọi là đồng phân cis. Cis nghĩa là cùng ấy, trans có nghĩa là khác, được chưa? Đấy, anh này còn một, có một cái đồng phân gọi là đồng phân trans, thì nhóm CH3 nó sẽ nhảy xuống đây, được chưa? Đấy, nhóm CH3 nó sẽ đảo cho nhóm hero này, thì cái mạch chính của chúng ta sẽ đi như này, đúng không? Nếu mà xét về cái mặt phẳng thì chúng ta thấy rằng là hai cái nhóm thế này nó sẽ nằm ở khác phía nhau so với nối đôi, được chưa? Thì gọi là đồng phân trans but 2n. Đấy. Thì đấy là cái cách gọi đồng phân hình học, thầy lấy một ví dụ đơn giản như này cho các em. Thế còn đi sâu hơn nữa thì sang cái phần mà cách đếm nhanh số đồng phân ấy, các cái phương pháp đếm nhanh số đồng phân thì thầy sẽ giới thiệu cụ thể và sâu hơn cho các em. Được chưa?